Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng Kia Sorento. Mà trong cái video ngày hôm nay em sẽ cập nhật cho anh em cái giá xe mới nhất của cái dòng Kia Sorento này. Với cái thông tin giá bán, các chương trình khuyến mại của dòng Kia Sorento này giảm cực kỳ sốc. Và sốc nhất từ trước tới nay anh em nhé. Nó giảm đâu đó trên 50 triệu anh em nhé. Và cái mức ưu đãi này thì từ trước tới nay thì với cái mức ưu đãi này là lần đầu tiên mà khi cái logo mới này nó được bán ra thị trường. Thì trong cái video hôm nay em sẽ cập nhật ưu đãi của tất cả các phiên bản của cái dòng Kia Sorento này, cả 3 bản máy dầu và 2 bản máy xăng, để cho anh em nào mà đang có nhu cầu mua ở cái thời điểm đầu tháng 10 này có thể là cân nhắc được và có thể để cân đối được là có lên lấy ở cái thời điểm đầu tháng 10 này hay không. Vì là khi mà những cái dòng xe khác, ví dụ như là cạnh tranh trực tiếp với cả cái dòng Kia Sorento này, ví dụ như là con Santa Fe này, con Fortuner này, hay là con Everest này, mà đang có một cái mức giá rất là cao, khi mà cộng có khi còn phải cộng cả cái phụ kiện và kèm nạc nữa, thì cái dòng Kia Sorento này bây giờ thời điểm hiện tại này nó đã giảm cực kỳ nhiều cho anh em. Nên là anh em thời điểm này có thể hoàn toàn có thể cân nhắc là lựa chọn cái phiên bản nào của dòng Kia Sorento này để mà lấy ở cái thời điểm này anh em nhé. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em hai cái phiên bản máy xăng. Đầu tiên là cái bản 2.5 Premium. Cái bản này thì hiện tại đang có giá là 1 tỷ 139 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại, hôm nay đã là ngày 9 tháng 10 này, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 1 tỷ 284 triệu. Trả góp thì đang là 332 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang vào khoảng 1 tỷ 260 triệu. Trả góp thì đang là 308 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh thì hiện tại đang vào khoảng 1 tỷ 242 triệu. Trả góp thì đang là 290 triệu tròn. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhá, hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy, thì anh em vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại trên màn hình. Thì lúc đó em sẽ chia sẻ với anh em một cái mức giá chi tiết hơn và sẽ là cạnh tranh hơn. Vì em là người trực tiếp đứng bán nên là anh em cứ hoàn toàn yên tâm về chính sách cũng như tất cả các chương trình ưu đãi khuyến mại mà em sẽ gửi tới cho anh em nhé. Đó, những cái khoản mà em tính vào cho anh em nó bao gồm các chi phí cứng anh em tự đi đăng ký. Nó bao gồm cái tiền chi, cái tiền thuế trước bạ này, tiền biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí đường bộ, phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Đó. Và cái khoản vay mà em đang tính cho anh em và hỗ trợ cho anh em cái khoản vay tối đa lên tới 85% giá trị xe trong vòng 8 năm anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai của máy xăng này, đó là cái bản 2.5 Signature. Cái bản này thì hiện tại nó đang có giá là 1 tỷ 229 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại ở cái thời điểm hôm nay là ngày 9 tháng 10 thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 1 tỷ 386 triệu. Trả góp thì đang là 357 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang vào khoảng 1 tỷ 360 triệu. Trả góp thì đang là 331 triệu. Lăn bánh ở tỉnh thì hiện tại đang vào khoảng 1 tỷ 342 triệu. Trả góp thì đang là 313 triệu. Đó. Đối với những cái anh em mua qua trả góp nhá, thời điểm này thì Zoom nó đã cũng đã được lấy lỏng rồi. Anh em nào mà có một cái mức thu nhập ổn định thì em sẽ hỗ trợ cho anh em cái khoản vay nó tương đối là hợp lý. Cái ưu đãi nó về lãi suất tương đối là hợp lý, nó đâu đó vào khoảng 7,75% của một năm đầu. Các năm sau nó vào khoảng 8% thôi anh em nhé. Nên là anh em có hoàn toàn có thể là cân nhắc lấy xe ở cái thời điểm này mua qua trả góp. Còn anh em nào mà cái tài chính không chứng minh được thì em cũng có một cái mức lãi suất ngân hàng để chia sẻ với anh em riêng anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em ba cái phiên bản máy dầu. Đầu tiên nó là cái bản 2.2 Luxury. Cái bản này thì hiện tại đang có giá là 1 tỷ 119 triệu.
sau khi áp dụng các chương trình ưu đãi khuyến mại vô cùng đặc biệt tại cái thời điểm mùng 9 tháng 10 này, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 1.244.000.000, trả góp thì đang là 326.000.000. Lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang vào khoảng 1.220.000.000, trả góp thì đang là 302.000.000. Còn lăn bánh ở tỉnh ý, thì hiện tại đang vào khoảng 1.202.000.000, trả góp thì đang là 284.000.000. Đó. Cái quà tặng theo xe bao gồm tặng anh em là dán phim cách nhiệt này, thảm trải sàn này, lót cốp này, và ở thời điểm này sẽ tặng anh em thêm một cái cam hành trình nữa anh em nhé. Đó. Những cái khoản mà em tính vào cho anh em nó bao gồm các chi phí cứng anh em tự đang đi đăng ký, nó bao gồm là tiền thuế trước bạ này, tiền biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí đường bộ, phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Đó. Anh em nào mà muốn đăng ký chọn gói nhá thì vui lòng thêm cho em cái tiền chi phí dịch vụ anh em ạ. Đó. Ok ạ. Tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 3, cái bản thứ 2 của máy dầu này. Thì bên em cái bản thứ 2 của máy dầu ấy cũng tương đối là sẵn xe nhá. Bây giờ đang có màu trắng, màu đen và màu đỏ mận chín ý. Đó, là anh em có thể giao ngay và lấy ngay cho anh em nhá. Đó, bên em còn 2-3 xe nữa thôi. Anh em cố cân nhắc quyết đoán để lấy xe ngay tại cái thời điểm mà cái mức ưu đãi nó đang cực kỳ tốt như thế này anh em nhá. Cái bản này hiện tại đang có giá là 1.259.000.000. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại nhá, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội ý, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.396.000.000, trả góp thì đang là 359.000.000. Lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang vào khoảng 1.370.000.000, trả góp thì đang là 333.000.000. Còn lăn bánh ở tỉnh ý, thì hiện tại đang vào khoảng 1.352.000.000, trả góp thì đang là 315.000.000. Đó. Đối với những anh em mua qua trả góp thì cộng thêm cho em cái tiền bảo hiểm thân vỏ vì nó là bắt buộc anh em nhé. Đó. Còn anh em mà đăng ký chọn gói thì anh em vui lòng thêm cho em cái tiền chi phí dịch vụ vào. Thực ra nó cũng là đâu đó là cũng chỉ 2-3 triệu thôi anh em nhé. Đó. Ok. Tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 3 của máy dầu là cái bản 2.2 Signature. Với cái bản 2.2 Signature thì bên em cực kỳ nhiều xe và cực kỳ sẵn xe cho anh em. Và cái bản này là cái mức ưu đãi của nó lại cực kỳ tốt anh em nhé. Em phải nhấn mạnh cho anh em là cái ưu đãi của cái dòng 2.2 Signature này cực kỳ tốt cho anh em. Nó trên 50 triệu cơ anh em nhé. Anh em nào mà cân đối sớm và gọi điện cho em, lúc đó em sẽ chia sẻ với anh em một cái mức giá sẽ là cạnh tranh hơn anh em nhé. Đó. Thì sau đây em sẽ tính cái giá lăn bánh sơ bộ cho anh em. Là để lăn bánh tại khu vực Hà Nội ý, anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 1.424.000.000, trả góp thì đang là 370.000.000. Lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang vào khoảng 1.397.000.000, trả góp thì đang là 343.000.000. Còn lăn bánh ở tỉnh ý, thì hiện tại đang là 1.379.000.000, trả góp thì đang là 325.000.000. Đó. Đối với anh em mà ở khu vực Hà Nội nhá, vì em là người trực tiếp đứng bán nên là em sẽ hỗ trợ cho anh em một cách tốt nhất cho anh em, những anh em ở khu vực Hà Nội anh em ạ. Đó. Anh em nào cần giá cạnh tranh này, cần giá chi tiết này thì vui lòng gọi điện cho em ở số điện thoại trên màn hình. Thì lúc đó em sẽ chia sẻ với anh em một cái mức giá và em cam kết với anh em giá sẽ là cạnh tranh nhất anh em nhá. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cho anh em một cái mức giá mới nhất của dòng Kia Sorento này rồi. Hôm nay cũng đã là ngày mùng 9 tháng 10 rồi. Đấy, anh em hoàn toàn có thể cân nhắc lấy cái dòng Kia Sorento tại cái thời điểm này để được hưởng ưu đãi anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh. Vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em ấy, em sẽ là kênh mà em cập nhật giá xe liên tục để cho anh em nắm bắt được cái giá xe mọi thời điểm để lấy xe anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.